Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món sườn non chiên nước mắm. Các bạn nhìn thấy cái màu sườn nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn đúng không? Miếng sườn thì ăn nó mềm các bạn, nó mềm và nó béo cực kỳ luôn, không có bị khô. Nhiều bạn làm món sườn non chiên hay bị khô lắm. Bên ngoài là cái lớp nước mắm nữa, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Ồ, món này các bạn ăn với cơm là hết sảy luôn ha. Đó, thì đây chính là dĩa sườn non chiên nước mắm của mình nè các bạn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm món sườn non chiên nước mắm thì hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nhé. Rồi bây giờ để làm cái sườn non chiên nước mắm á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là nửa ký sườn non ha. Nửa ký sườn non này cái khẩu phần ăn khoảng 3-4 người nha các bạn. Rồi các bạn cần chuẩn bị thêm cho mình là một ít tép tỏi nè, một củ hành tím, hai trái ớt sừng. Ớt sừng này thì nó không có cay, và thứ hai nữa là nó cho cái màu đẹp, cái vị của nó cũng the the thôi các bạn, nó thơm nữa, nên là mình dùng ớt sừng này nó sẽ ngon hơn nha. Còn nếu mà không có thì các bạn thay bằng ớt Kỷ Thiên, ớt nhỏ đó, nhưng mà cái ớt nhỏ đó thì nó sẽ cay hơn. Rồi gia vị thì mình có là hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, rất là đơn giản thôi, món này làm ăn ngon cực kỳ nha các bạn. Đầu tiên thì cái sườn này thì mua về bây giờ mình sẽ rửa sạch, sau đó mình chặt nhỏ ra. À quên nữa là với cái sườn chiên nước mắm này các bạn có thể là ăn kèm với rau xà lách nè, xà lách son nè, rau xà lách ta đó, rồi hoặc là cà chua, dưa leo nha. Về cái sườn non này á, sau khi mà các bạn đã rửa sạch sẽ rồi thì giờ mình cắt ra từng cọng ha các bạn. Xong rồi mình chặt nhỏ. Sườn chiên thì các bạn cũng chặt miếng nhỏ thôi ha, khoảng 2-3cm gì đó thôi là được rồi. Chặt nhỏ quá ăn nó cũng không ngon. Cái khúc dưới này sụn ăn rất là ngon các bạn, ăn nó giòn giòn, rất là ngon. Sườn mà sau khi mà các bạn chặt rồi á, thì mình ướp vào đây một chút xíu muối và một chút xíu tiêu ha các bạn, cho nó thơm. Tiêu thì mình dùng tiêu sò trắng nè, chút nữa mình chiên lên nó sẽ đỡ bị đen hơn. Với nửa ký sườn á, thì các bạn cho mình khoảng nửa thìa cà phê muối thôi. Đây mình sẽ trộn đều cái phần sườn này lên. Nếu như mà các bạn có bột hành, bột tỏi thì các bạn vẫn có thể ướp được ha. Mình sẽ ướp nó khoảng 30 phút, sau đó mình đem đi chiên. Các bạn đừng ướp hành tỏi mà mình tươi như thế này nha các bạn. Ướp hành tỏi tươi và mình chiên nó sẽ bị cháy. Còn trong trường hợp mà bạn nào muốn cho cái sườn, cái món ăn của mình nó vàng hơn, ví dụ như các bạn làm để các bạn bán á, thì các bạn có thể là áo một cái lớp bột bắp nữa để cho nó vàng. Còn bình thường mà mình chiên cái miếng sườn như thế này thì nó sẽ ít vàng hơn ha. Rồi sườn non sau khi mà ướp rồi, bây giờ mình cho vào đây một chút xíu bột bắp. Còn các bạn không có cũng không sao ha, mình khỏi cho cũng được. Tại vì mình muốn cho cái sườn mình nó vàng á, mình nó hấp dẫn hơn là mình cho. Các bạn cứ bị cho đại vào, không cần là phải canh bao nhiêu gram hết. Bây giờ mình sẽ xóc lên ha các bạn, miễn sao cho cái sườn non này nó áo đều một cái lớp bột bắp là được rồi. Ha, mình thả sườn rồi mình chiên. Mình chiên cho nó chín vàng luôn ha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đi làm cái phần sốt nước mắm. Các bạn áo một cái lớp bột bắp như vậy á, ngoài cái việc là giúp cho nó vàng, cái thứ hai nữa là nó sẽ không có bị khô ha các bạn. Nó sẽ có một cái lớp bột bên ngoài nó phủ cái miếng sườn lại, thì mình chiên nó không có bị khô. Nếu mà mình chiên không có bột đó, thì cái miếng thịt các bạn cắn vào nó sẽ rất là cứng, nó khô nữa, ăn không ngon. Đây ha, sau khi mà các bạn chiên cho cái sườn mình nó vàng rồi, nó chín nó vàng rồi thì mình vớt ra. Để vô đây cho nó ráo bớt dầu nha. Rồi bây giờ mình sẽ pha cái sốt nước mắm để mình ăn cái này sườn non ha. Đây đầu tiên là dầu hào, các bạn cho mình một muỗng canh dầu hào. Tương ớt các bạn cũng cho mình muỗng canh luôn, một muỗng canh tương ớt. Rồi 1/2 thìa cà phê hạt nêm, một xíu tiêu, nửa thìa cà phê thôi. Rồi cuối cùng là nước mắm và đường. Đây nước mắm mình sẽ cho là 3 muỗng nước mắm. Đường thì các bạn sẽ cho mình là 2 thìa cà phê đường. Rồi ok, thì đây chính là cái phần sốt nước mắm của mình để mình làm cái áo với phần sườn ha. Rất là ngon luôn. Thì chủ yếu là các bạn làm, các bạn nêm, các bạn có thể nếm thử xem là nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt hay không. Nếu mà nó vừa ăn rồi thì mình sẽ bắt chảo lên và mình bắt đầu là mình phi cái phần ớt nè. Ớt, hành tím và tỏi thì mình đã băm nhuyễn rồi. Khoảng 2 trái ớt sần đỏ đó. Rồi 3-4 tép tỏi gì đó, một củ hành tím các bạn băm nhuyễn ra.
Ok, bây giờ chuẩn bị là mình sốt cho phần sườn thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho mình vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần ớt thổi hành tím vào. Mình phi cho nó thơm lên nha các bạn. Này nếu mà các bạn muốn làm cho nhà các bạn có mấy đứa con nít nó ăn thì các bạn đừng cho ớt. Cái ớt này thực ra thì nó cũng không cay lắm nên là ai mà không ăn cay được thì vẫn có thể ăn được. Cái cay của nó the the thôi nhưng mà nó lại thơm ha. Rồi khi cái phần ớt và cái phần tỏi mình nó hành tím đồ các bạn nó thơm vàng rồi đó, thì bây giờ mình cho cái phần sườn vào trước. Đừng có cho nước mắm vào trước nha các bạn, cho nước mắm vào trước nó thấm vào trong cái ớt với lại cái tỏi á. Rồi ok, bây giờ lúc này mình cho nước mắm vào. Cho nước mắm tương ớt này, dầu hào vào ha, dưới đều lên. Đó, lúc này thì cái phần sườn của mình này các bạn nó sẽ rút cái nước mắm vào, ăn rất là ngon luôn. Thơm phức à, sườn chiên nước mắm. Và sườn chiên nước mắm thì các bạn nên lựa sườn non ha, sườn non thì nó ngon hơn, thịt nó mềm hơn, với lại nó có cái sụn á. Mình ăn nó giòn giòn rất là ngon. Các bạn thấy cái màu đẹp ghê không? Thì nếu như mà các bạn không có chiên sườn á, thì cái màu nó sẽ không có được lên vàng như thế này đâu. Ha, nó có thể nó hơi đen đen một chút. Ok, bây giờ mình chủ yếu là mình đảo để cho cái phần nước mắm nó rút hết vào trong cái sườn là được rồi. Lúc này thì sườn mình nó đã chín rồi ha các bạn ha, mình không cần là phải nấu quá lâu đâu. Rồi ok. Đó, các bạn nhìn thấy cái món sườn chiên nước mắm của mình có hấp dẫn không? Miếng sườn thì nó rất là mềm các bạn. Và nó không có bị khô, các bạn cắn vào trong miếng sườn nó vẫn còn ướt, rất là ngon. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn công thức chuẩn và cách làm rất là đơn giản luôn. Mình tin rằng ai xem xong video này cũng thể làm thành công món sườn non chiên nước mắm. Ok, nếu như mà các bạn thích món sườn non chiên nước mắm này thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.